Hơn 7 giờ 20 phút sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023 theo giờ Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Sonesai Sifadone. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Sonesai Sifadone được bầu. Hai thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào và bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Ngay sau khi tới Viêng Chăn, Thủ tướng đã tới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa tưởng niệm. Tiếp đó là lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phủ Thủ tướng Lào. Sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Hai thủ tướng cũng sẽ dự họp báo chung về kết quả hội đàm và lễ bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Năm 2023, những lằn ranh đỏ Mỹ và các đồng minh phương Tây tự đặt ra đối với các loại vũ khí viện trợ cho Ukraine sẽ đứng trước nhiều thách thức lớn. Khi chiến sự đã bước sang năm 2023, giới lãnh đạo Ukraine cho rằng tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây là cách duy nhất để đánh bật quân Nga ra khỏi các vị trí cố thủ, từ đó chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn đang tranh luận về tính hiệu quả của những loại vũ khí đó trong diễn biến sắp đến của cuộc xung đột, cũng như việc nguy cơ kích động Nga leo thang xung đột đến mức nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, cách nhìn nhận của Mỹ về loại vũ khí có thể cung cấp cho Ukraine đã nhiều lần thay đổi. Hôm 21 tháng 12 năm 2022, Washington công bố sẽ viện trợ một khẩu đội phòng không Patriot và bom JDAM cho Kiev. Chỉ vài tuần trước đó, khả năng chuyển giao hai loại vũ khí này cho Ukraine đều được xem là gần như không thể. Chuyện gì đã xảy ra? Năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã từ chối cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine, thay vào đó chỉ tổ chức huấn luyện và chuyển giao các trang thiết bị không gây tranh cãi. Mãi cho đến thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc mới đồng ý gửi vũ khí chống tăng Javelin cho Ukraine, nhưng còn quy định rằng Javelin chỉ được trang bị ở miền Tây Ukraine, cách xa tiền tuyến. Nhưng giới hạn về cung cấp vũ khí của Washington đã thay đổi nhiều lần kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong khoảng thời gian một tuần vào tháng 3, Mỹ và NATO đã chuyển hơn 17.000 Javelin đến Ukraine. Đến mùa xuân, từ tháng 3 đến tháng 5, chính quyền Tổng thống Joe Biden bắt đầu cung cấp lựu pháo 155 ly cho Kiev. Sau đó, vào tháng 6, Lầu Năm Góc thông báo sẽ gửi các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS cho Kiev. Với việc Washington thông báo sẽ sớm chuyển giao cho Kiev hệ thống phòng không Patriot và bom thông minh JDAM, có thể cho thấy sẽ có thể có thêm những thay đổi chính sách vào năm 2023 khi tất cả các bên tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tên lửa tầm xa ATACMS. Nếu Ukraine tiếp tục kiên quyết cho rằng phải giành lại được Crimea mới coi là kết thúc chiến tranh, cuộc chiến có thể phải kéo dài trong nhiều năm, miễn là cả hai bên còn đủ sức và ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, không bên nào được cho là có thể tiến hành một cuộc phản công lớn trên bộ trong tương lai gần vì điều kiện thời tiết mùa đông. Ngoài ra, các nguồn thạo tin tiết lộ các lực lượng Nga đã di chuyển các vị trí chỉ huy cũng như kho vũ khí ra khỏi tầm bắn khoảng 130 km của các khẩu đội HIMARS. Kiev vì vậy càng có lý do để kêu gọi Washington cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn đến hơn 305 km. Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodge, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, lập luận rằng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí tầm xa hơn sẽ cho phép Ukraine tấn công các vị trí quan trọng của Nga như cầu Kerch, các căn cứ không quân của Nga trên Crimea và các tuyến liên lạc. Tuy nhiên, Nhà Trắng đến nay vẫn kiên quyết từ chối cung cấp ATACMS cho Kiev vì cho rằng loại vũ khí này có nhiều nguy cơ gây leo thang căng thẳng. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng những loại vũ khí tinh vi hơn như hệ thống Patriot và ATACMS không quan trọng bằng việc huấn luyện, hậu cần và chiến thuật hiệu quả đối với cuộc chiến sắp tới. Trung tướng Mỹ nghỉ hưu Mark Hertling cho rằng tên lửa Patriot sẽ không đủ để bảo vệ toàn bộ mặt trận dài 500 km của Ukraine. Bên cạnh đó, Patriot vốn là hệ thống tên lửa tầm cao, phải được sử dụng kết hợp với hệ thống phòng không tầm trung và tầm thấp. Ông Hertling còn cho biết một chương trình huấn luyện mới mà Lầu Năm Góc công bố gần đây sẽ hướng dẫn cho Ukraine những chiến thuật mới để hiệp đồng chiến đấu tốt hơn giữa bộ binh và pháo binh. Ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner Group của Nga, mới đây hé lộ chi tiết lý do lực lượng của ông và lực lượng chính quyền Nga cần giành được thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine. Hôm 7 tháng 1, ông Prigozhin nói với Reuters rằng điều đáng chú ý là hệ thống mỏ ở Solidar và Bakhmut vốn là một mạng lưới các thành phố dưới lòng đất. Hệ thống này không chỉ có khả năng chứa một nhóm lớn người ở độ sâu 80-100m, mà cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể di chuyển. Ông Prigozhin còn nói rằng các kho dự trữ vũ khí đã được cất giữ trong các khu phức hợp dưới lòng đất ở Bakhmut kể từ Thế chiến thứ nhất. Tiết lộ của ông Prigozhin được cho là liên quan đến lượng muối khổng lồ và các mỏ khác trong khu vực vốn có hơn 160 km đường hầm và một căn phòng rộng lớn dưới lòng đất, nơi từng tổ chức các trận bóng đá và buổi hòa nhạc cổ điển trong thời kỳ yên bình hơn. Ông Prigozhin, người đang bị phương Tây cấm vận, cũng nêu ra những lợi thế khác khi chiếm Bakhmut, gọi đó là một trung tâm hậu cần quan trọng.
với các công sự phòng thủ độc đáo. Một quan chức Nhà Trắng hôm 5 tháng 1 cho rằng ông Prigozhin muốn nắm quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao trong khu vực vì lý do thương mại. Ông Prigozhin đưa ra tiết lộ như trên trong bối cảnh lực lượng Nga cố giành Bakhmut trong hơn 5 tháng qua nhưng chưa được. Theo Reuters, trong bài phát biểu tối 8 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Bakhmut. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Bakhmut đang đứng vững trước mọi thứ đang xảy ra. Dù phần lớn thị trấn đã bị phá hủy, các binh sĩ của chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực tấn công liên tục của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine còn khẳng định thị trấn Soledar gần đó cũng đang đứng vững, dù có sự tàn phá, thậm chí còn lớn hơn và mọi thứ rất khó khăn. Hãng Yonhap ngày 8 tháng 1 đưa tin, Phó Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cáo buộc Nga đã tạo bản mìn lớn nhất thế giới, trong khi Ukraine đang làm mọi điều có thể để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Yonhap tại tòa nhà chính phủ ở Kiev, ông Shmyhal lên án Nga và bày tỏ lòng tin về khả năng kết thúc chiến sự bằng cách giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ. Ông cho rằng chiến sự đã dẫn đến việc tạo bãi mìn rộng 250.000 km2 ở Ukraine. Đó hiện giờ là bãi mìn lớn nhất thế giới, không chỉ khiến việc đi lại khó khăn mà còn ảnh hưởng đến nông nghiệp, vốn là một trong những lĩnh vực chính của chúng tôi. Để tiện so sánh, 250.000 km2 là khu vực còn lớn hơn cả bán đảo Triều Tiên hay Vương quốc Anh. Thậm chí chưa kể đến mìn, chiến sự cũng khiến người dân Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề. Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng tại những khu vực đông dân cư. Ông Shmyhal nói và thông tin thêm rằng 70% thiệt hại là tại các khu dân cư. Các mục tiêu khác gồm khu công nghiệp và hạ tầng đi lại, ông cho biết. Ukraine bị thiệt hại rất lớn về kinh tế do chiến sự. Năm ngoái, GDP của Ukraine giảm 30,4% so với năm 2021. Tính đến tháng 6 năm 2022, tổng thiệt hại kinh tế đã lên đến 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Shmyhal dự đoán thiệt hại năm nay sẽ là 700 tỷ đô la Mỹ. Theo ông, 50% lưới điện trên cả nước đã bị thiệt hại sau 11 đợt không kích và 14 đợt tấn công bằng máy bay không người lái kể từ tháng 10 năm 2022. Các hãng hàng không giảm khuyến cáo, số hành khách không đeo khẩu trang tăng, nguy cơ nhiễm COVID-19 trên chuyến bay hiện nay ra sao? Kết quả nghiên cứu gần đây của Phòng Thí nghiệm Y tế Công cộng Quốc gia Malaysia, MLAK, có thể khiến nhiều hành khách phải cân nhắc về việc đeo khẩu trang trên máy bay. Theo kết quả phân tích, mẫu nước thải từ 28 trong số 29 chuyến bay ở Kuala Lumpur thu thập từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 có chứa SARS-CoV-2, tương đương 96%. Tờ Sinaharian đưa tin cuộc thử nghiệm nằm trong kế hoạch giám sát tình hình COVID-19 bằng cách thử mẫu nước thải từ nhiều nơi khác nhau. Theo nhận định của tác giả nghiên cứu Brooks Wiley, đăng trên tờ Forbes vào hôm 9 tháng 1, điều này có nghĩa là ít nhất một người trên chuyến bay bị nhiễm COVID-19 và đang lây lan SARS-CoV-2, và trên chuyến bay 1 giờ có nghĩa là thời gian lây lan trong khoang kéo dài 1 giờ. Ông Jerome Adams, cựu tổng y sĩ Mỹ, một người tích cực khuyến khích mọi người tiếp tục đeo khẩu trang để phòng COVID-19, gần đây cũng viết rằng: "Gửi vị phi công khuyên tôi cởi bỏ khẩu trang để thở tự do. Tôi hy vọng ông đã không gây hại cho bất cứ hành khách dễ tổn thương nào với hành động và lời khuyên của ông, và hy vọng ông không nhiễm và bị hậu COVID-19 từ 96% nguy cơ lây nhiễm hàng ngày."